Xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em một cái bước tính chí ngầu. Được chưa? Có 3 cái điểm chí ngầu để anh em dựa theo. Đó chính là chí ngầu 1 này. Đấy, cộng chí ngầu 2 và thêm là chí ngầu 3 ở đây. Và chúng ta là có 3 điểm chí ngầu đúng không? Ví dụ chí ngầu 1 đó là 4 đi, chí ngầu 2 đó là 5, chí ngầu 3 đó là 1. Đấy. Chúng ta lại có đây là một cái điểm 10 đúng không? Và trong một cái đây mình sẽ đi cầu đây 10 đây thì trong cái ba điểm này thì em sẽ lấy những cái điểm nào để xác suất. Ví dụ em lấy là cái điểm chín ngầu 2 đó là 5 đúng không, bỏ qua chín ngầu 1 và chín ngầu 3 thì lấy nguyên chín ngầu 5 thôi là chúng ta là có một con 5 điểm lẻ. Đấy, điểm lẻ này thì em sẽ bắt được tài cho mình 11 và linh tài ví dụ là 12 đúng không, ok được tài 12 và đây nhé. Thì chẵn tài mình xỉu như thế này thì đây, thì đây là cái điểm 1 này, 3 này, 5 này, 7 và 9 thì chúng ta bắt vào tài. Đây là cái điểm lẻ đúng không? Còn 0, 2, 4, 6, 8 thì chúng ta bắt thật xỉu nha nhé. Đây là cái bước để mình soi. Và tiếp tục con tài 12 thì nó có thể chạy theo xuống là 5 5, 4, 3 đúng không? Tài 12 thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ soi vào cái điểm chín ngầu 2 tiếp đó là chặn không thể thì nó là 4 đúng không? 4 thì chúng ta lại có và xỉu thì chúng ta phải bắt là 12, 9 đúng không? Đấy là cầu 1 đúng không? Và tiếp tục con xỉu 9 này chúng ta là có 1, 4, 3 và 4 là 3 làm con xỉu 2, 3, 4 nhầm anh em nha, 2, 3, 4 là chúng ta có một con xỉu 9 thì một con vậy sau tiếp là chỉ nhiều 2 đó là 4 ở đây thì chúng ta lại có xỉu thế nó gãy cầu lại buộc con chữ 7 này. Đấy, 7 thì chúng ta có tiếp tục là 4 1 và 3 đúng không? Thế thì 3 này là 1 ở giữa này là điểm lẻ này thì chúng ta lại bắt lên con tài được tài 13 đi, 7 13 đi đúng không? Chúng ta đơn giản đúng không? Và tiếp tục quất tài 13 thì chúng ta phải có là 4 này, 4 và 5 làm con tài 13 đúng không? Là chúng ta soi ở giữa này, đó là 4 là chẵn thì chúng ta phải có một con xỉu 10 tiếp. Đấy. Đây là con số ví dụ anh em nha, con số mình lấy theo xác suất thôi. Bất kỳ khi mà anh em gặp phải những cái điểm chỉ ngầu này anh em soi như thế nào thì bắt nguyên y xỉu như thế. Nhớ là chỉ lấy chỉ ngầu 2 thôi. Còn 2 chỉ ngầu 1, chỉ ngầu 3 anh em cứ tắt hết đi. Tắt hết đi để nguyên chỉ ngầu 2 nó đỡ bị loạn, được chưa? Đấy, đấy là soi điểm chín ngầu cực kỳ là hiệu quả của mình. Cứ từ tầm 10 tay thì chúng ta sẽ hút 9 tay, được chưa? Chứ nhiều khi mấy ông bảo là ăn 10 trên 10 thì chỉ có hôm nào may mắn thì ăn thông này, còn hôm nào mà đen lắm thì chỉ mất một tay thôi, đúng không? Gọi là nó đảo cầu, chứ là đảo cầu thì mình không phải nhận ra kịp thì nó sẽ kiểu là nó sẽ tự gãy, đúng không? Nên vì thế mình chỉ gãy một tay thôi, mình không gãy nhiều. Nên là vì thế anh em cứ tự tin áp dụng với cách soi chín ngầu 2 của mình vào thì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao như nhá. Và nếu như mà chạy nghịch thì tức là sao? Thì hai tướng này nó sẽ chạy đảo nhau, tức là 13579 nó không phải về tài nó về xỉu, hoặc là 02468 nó về xỉu mà nó về tài. Đấy. Nhưng mà trường hợp này ít xảy ra, nên là vì thế khi mà anh em soi bắt ngược, ví dụ như con năm ở đây thì anh em sẽ không phải là 5 mà ở tài nữa, đúng không? Ví dụ như 10 ở đây nhá, 5 không ở tài nữa mà 5 ở xỉu thì có thể là 5 ghép 10 này, 4 nó không ở xỉu nữa, nó ở tài. Tài đúng không? Thì đây là con tài 12 chẳng hạn. Đấy. Thì 4 đây là không phải con xỉu nữa mà chúng ta là đi bắt nghịch, chúng ta lên con tài 11 đi, đúng không? Và đây cái điểm lẻ thì chúng ta sẽ là có một con xỉu, và đây là cái điểm chẵn thì chúng ta phải có một con tài, đúng không? Đấy, đấy là cái cầu anh em nha, đây là cái cầu 2212 hoặc là 2211. Đây là cái dạng cầu mà dạng đây là mình thấy cũng rất là nhiều ở trên những con game bài được thưởng. Mình cảm thấy nó là một cái cầu cực kỳ là đa dụng ở trong cái tháng này. Và đấy là cách chạy thuận này. Đây này, mình đây là thuận anh em nha. Đấy là chất thuận này, còn đây là chất nghịch này.
cầu này nó có khác nhau hoàn toàn không, đúng không? Bởi vì là mỗi khi mà mỗi cái điểm nó chạy ra như này thì đều là có xác suất của nó, và mình cũng tính được ra theo nó thôi, chứ không phải là mình dựa theo bất kỳ ở một cái điểm bịa ra nào, đúng không? Và đây là con số mình lấy ví dụ, mình sẽ nhắc lại, đây là con số mình lấy ví dụ. Còn khi mà anh em gặp phải những cái điểm phiên, anh em chơi những cái điểm phiên, những điểm chính ngò đúng như thế nào, bắt nguyên y xì như thế cho mình. Từ những con ở chính ngầu, ví dụ 6, chính ngầu 1 cũng soi hết, 1 là lẻ bắt vào tài, hoặc hôm nào chạy nghịch thì 1 là lẻ thì chúng ta bắt vào xỉu, đúng không? Hoặc con 6 đấy thôi, nó là điểm chẵn, thì nào thuận thì nó vẫn là xỉu, mà lẻ thì vẫn là tài. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia vào chơi, em nhớ kỹ là soi và tìm cái xu hướng chạy của nó nhé. Thì tầm 2-3 tay đầu trong cái phiên đấy thì em chỉ cần 2-3 tay đầu nó chạy hôm đấy là cứ theo chẵn thì cứ theo thuận thì mình vẫn sống hệt như đây, là cứ chẵn tàn để xỉu, chẵn xỉu mà lại tài, còn hôm nào chạy nghịch thì cứ chẵn tàn để xỉu anh em nhé. Nên là anh em ghi nhớ cho mình ở chỗ này, và mình sẽ bổ tốt thêm cho anh em một cách đi vốn phù hợp với đoạn này nha, đủ combo luôn chưa. Cái đi vốn đơn giản thôi, ví dụ mức vốn của anh em có là 10 cụ mức vốn phổ thông đi, để cho nhiều anh em tiếp cận được nhé. Thì anh em sẽ tính ra là 5 tay, đúng không? 5 tay cho mình. Mỗi tay thì anh em sẽ đi ví dụ là 2M. Mỗi tay đi 2M anh em nha. Năm tay này anh em hút thành công là anh em có là tổng kết ra đây là chúng ta là có là 10M rồi đấy. Thành ra là chúng ta sẽ có một mã 20M về tài khoản, đúng không? Rất chi là đơn giản thôi, bởi vì là riêng cái gì cái công thức, cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ đến với anh em thì cái tỷ lệ thành công nó cực kỳ là cao luôn anh em nhé. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia chơi em nhớ áp dụng cái soi điểm chỉ ngầu 2 của mình, đảm bảo là hút 100% luôn. Đấy thì video này mình sẽ kết thúc ở đây, và hẹn anh em ở những video sau lên những công thức hay hơn nữa và cái chiến thuật chơi cực kỳ là ổn hơn nữa để anh em để tham khảo và tham gia vào chơi cái bộ môn này nhá. Ok thì chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video sau. Bye bye anh em nhá.